lô đất của hai anh em chúng tôi là để chia thừa kế, còn đất của mẹ tôi 300 mét là chia thừa kế lại là để đất nông nghiệp à. Đó là chúng tôi không đồng ý. Dạ. Đó là thủ tướng chính phủ gì đó như là lại bí thư tại Bắc Trọng nói trong cái vụ đất đai này thì phải cần xác minh đó cho kỹ càng mới sửa chữa, đừng để sai lầm mắc lỗi. Mà chúng tôi hoàn toàn bị, thực tế là trong hồ sơ mà trong thực tế cái gì chúng tôi bị hoàn toàn hết đấy. Hiện nay là các anh đang kêu oan. Dạ. Đúng không ạ? Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn trong ngoài nước. Thì trong những thời gian vừa qua có rất nhiều cái câu chuyện và nó vô cùng đau lòng. Điển hình mới đây nhất thì cũng có rất nhiều cái vụ việc và nó là tranh giành cha tranh giành con, mẹ giành con, anh em giành nhẫn đất đai tài sản của nhau. Thì đây là tiếp tục một cái câu chuyện và nó là vô cùng rất đau lòng của hai anh em trai ruột từ tỉnh Lâm Đồng về Biên Hòa để gặp Công Trần và gặp Huy Hùng TV. Thì cái câu chuyện này phải nói là rất phức tạp. Các anh em trong gia đình hiện nay cũng thưa kiện nhau cũng chỉ vì tranh giành đất đai và tranh giành tài sản, những cái gì thừa kế của gia đình, của mẹ ngày xưa đã để lại. Thì bây giờ hai anh em cũng lặn lội đường xá xôi từ Lâm Đồng về đây rồi. Thì hy vọng là cô chú, anh chị và các bạn nào cố gắng theo dõi hết cái câu chuyện này, bởi vì câu chuyện này rất dài và rất phức tạp. Xin phép xin chào hai anh. Dạ. Thì nếu mà có thể anh giới thiệu anh họ tên là gì và hiện nay mình đang sinh sống tại đâu anh? Tôi thì tên là Trương Anh Tuấn, 60 tuổi, hiện đang sinh sống tại Lâm Đồng. Số nhà là 36, 40 xẹt 36 xẹt 4, Mai Trang Sơn, phường 5, Đà Lạt. Dạ, anh có thể chia sẻ rõ cái câu chuyện lý do tại sao mà hôm nay hai anh em liền, hai anh em trai ruột mà về đây cầu cứu các anh em ở Biên Hòa. Mục đích chính là chia sẻ lan tỏa cái video này để cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng và cho tất cả các có thể là cơ quan chính quyền có thể là xem xét cái nội dung những cái gọi là những cái đơn thư gọi là cầu cứu của anh trong thời gian vừa qua. Hiện nay có lẽ là hai anh em trai có lẽ là bây giờ có thể là nhà cũng đã chuyển bị mất, đúng không ạ? Bây giờ thì hiện nay thì tới đây chưa biết là ở đâu, vì vậy cho nên anh về đây cầu cứu các anh em ở đây. Hy vọng là anh có thể chia sẻ rõ cái câu chuyện này để cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng hiểu được và chia sẻ lan tỏa và cảm thông cho anh. Mời anh ạ. Câu chuyện như thế này các cô chú Dạ em xin phép anh. Anh có thể anh giới thiệu là anh là em trai của anh nha. Dạ. Em là em trai của anh Tấn, em dạ. Tên là Trương Anh Hoàng. Trương Anh Hoàng ha. Dạ. Rồi. Ở 40/36/6 Mai Trang Sơn, phường 5, thành phố Đà Lạt. Thì hai anh em là mẹ nó chết đi, mất đi, mẹ có một căn nhà là 300 mét vuông. Mẹ để di chúc là khi mẹ mất thì căn nhà này bán chia làm 10 cho 10 anh chị em. Giấy có số chứng nhận của giấy tờ nhà. Giấy tờ nhà là 300 mét là không sử dụng chung. Cùng ai chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và đất tại đô thị đó, là chi điều cho 10 người con. Nhưng mà khi mà mẹ mất rồi đó, mà 8 người, 8 chị em bắt đầu khởi kiện với ra tòa và lấy hai cái nhà của chúng tôi gộp chung lại chia toàn bộ hết cho 10 người thì tòa. Dạ em bắt lời anh, em xin phép anh. Anh có thể chia sẻ rõ cái câu chuyện anh được bao nhiêu anh chị em ruột trong gia đình ạ? Dạ gia đình em là 10 người, 10 anh chị em. Hiện nay còn đủ không anh? Dạ còn đủ. Dạ. Thì và 8 anh chị em là 5 anh chị em ở năm chị gái ở Đà Lạt, một chị gái ở Bảo Lộc, một anh trai ở Bạc Liêu và một em trai ở Sài Gòn. Đó. Thì 8 người đó là cùng kiện anh em hai anh em chúng tôi ra tòa và lấy hai căn nhà chúng tôi là cộng dồn là hết chia làm 10. Nhưng mà thật sự di chúc mẹ tôi chỉ để lại là có 300 mét là căn nhà của mẹ tôi thôi, mà tòa lại không làm theo di chúc mà lại là gom hai căn nhà của anh em chúng tôi chia làm 10 luôn. Có nghĩa rằng trước khi mẹ anh qua đời mà anh đã làm giấy di chúc, đúng không ạ? Dạ. Để lại 300 mét vuông đất không, để mục đích chính là lai mai là làm di chúc đó là chia cho những ai ạ?
Dạ, khi mà mẹ mất á, thì mẹ để lại di chúc 300 mét là chia đều cho 10 người con. Chia đều cho 10 người con. Dạ. Thế còn hoàn toàn trong di chúc đó không có viết, đúng không ạ? Là hai cái lô đất, mà hai cái thửa đất mà hiện nay là hai anh em của anh hiện nay sinh sống là riêng, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Đó là không có liền kề mà không có nằm chung trong đó. Dạ. Bởi vì đó là cái anh trước đây khai thác, đúng không ạ? Từ thời xưa chứ không phải bây giờ. Đất, đúng không ạ? Dạ, đúng. Dạ. Rồi anh có thể chia sẻ rõ cái câu chuyện mà lý do tại sao mà bây giờ anh lại phải về đây để cầu cứu. Dạ, lý do là như anh em chúng tôi về đây để cầu cứu là đất nhà của anh em chúng tôi là khai phá năm 89, khi là làm nhà năm 96 á, mà chúng tôi chưa được cấp sổ, mà trong khi đó là coi như là số đất mẹ tôi đã chi di chúc là đất của mẹ tôi chứ không dính dáng gì đất anh em chúng tôi hết, là tổng cộng là 300 mét đất của mẹ tôi, đó là giấy chứng nhận sở hữu 300 mét cộng với lại di chúc 300 mét. Mà tại sao tôi không biết là lại bên nhà đất lại gom hết toàn bộ nhà đất của anh em chúng tôi gom lại thành 700 mấy chục mét là để chia đều, để chia đều cho tất cả 10 anh em. Mà nhà anh em chúng tôi á, là hai anh em chúng tôi đã có số nhà của thành phố chứng nhận đó. Mà tại sao mà tôi không biết ai mà người ra sổ này để họ hoàn tất 700 mấy chục mét đất này, mà chính thức là mẹ tôi chỉ có 300 mét trong giấy chứng nhận thôi. Có nghĩa là theo cái di chúc mà mẹ anh để lại là sẽ chia cho 10 anh chị em là 300 mét. Và hai cái miếng đất của hai anh là anh Hoàng và anh Tuấn là mẹ đã cho cách đây mất chục năm rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Đã sử dụng và đã dựng nhà đó ở là mất chục năm rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì người ta lại gom chung hết lại. Dạ, người ta chia cho 10 người. Dạ đúng. Đó, rồi cái đất đó hai của hai anh em trai riêng biệt hiện nay là cất nhà ở từ thời xưa. Là trước đây là các anh là có đóng thuế không? Dạ, thế toàn bộ là anh em tôi đóng. Là chính là các anh là người đóng cả cho mẹ luôn đó. À, là mình là chịu trách nhiệm sở hữu, đúng không ạ? Và trông coi và quản lý hai cái lô đất đó là riêng, mà là mình là đóng thuế cho nhà nước là hợp pháp, bình thường, đúng không? Theo định kỳ, phải không ạ? Dạ, nhưng không hiểu lý do tại sao mà bây giờ nó là rất lạ cái điều là mẹ anh viết chỉ di chúc là chỉ có 300 mét vuông thôi. Nó nằm ở giữa, đúng không ạ? Để cho lại lai mai là mẹ anh qua đời là chia cho 10 người con. Dạ, đúng rồi. Nhưng không hiểu lý do tại sao mà bây giờ là không phải 300 mét đó, mà bây giờ người ta xử hoặc người ta làm giải quyết cách nào đó mà bây giờ không phải là 300 mét, bây giờ là 700 mét, đúng không ạ? Dạ, cột rồi. Hết lại để chia đều cho 10. Dạ. Xin phép anh, hiện nay là ngoài hai anh hiện nay đang cầu cứu ở tại Biên Hòa, dạ, còn 8 anh chị em khác còn sống còn lại hiện nay là mọi người kinh tế có ổn mà có khá không ạ? Dạ, cuộc sống tốt không? Rất là khá. Dạ. Có là rất là khá, gọi là trên mức là gọi là trên mức tốt, đúng không? Yeah. Thuộc dạng là khá giả giàu có đấy, đúng không ạ? Mình phải nói thẳng như vậy. Yeah. Chứ không phải là nghèo khổ, phải không ạ? Dạ yeah, đúng rồi. Hay còn là hai anh so với các 8 anh chị em khác trong gia đình ấy, là kinh tế của mình liệu có thua kém của các anh chị khác nhiều không ạ? Dạ. Yeah. Rất là nhiều. Rất anh là nhiều. Anh em chúng tôi nghèo lắm. Thuộc dạng là hai anh em nghèo yeah, nhất. Hai anh em nghèo nhất cho gia đình. À. Nhưng mà có một cái ói âm nhất là tôi không biết bên sở nhà đất tại sao mà lúc mà chi di chúc là qua là đo đất mà lại lấy lô đất của hai anh em chúng tôi là để chia thừa kế, còn đất của mẹ tôi 300 mét là chia thừa kế lại là để đất nông nghiệp. À. Đó là chúng tôi không đồng ý. Yeah. Đó là đất là vẽ ra xác nhận như vậy chúng tôi không đồng ý, tại sao là có thể làm như vậy được đó. Xong chúng tôi không đồng ý, bên nhà đất mới đo lại thì mới hoàn tất là như là ba lô đất này thành ra 747 mét. Dạ. Là hơn 700 mét vuông, đúng đó lý là chỉ có 300 mét. Dạ, 300 mét là được chia đều. Dạ. Theo thỏa thuận. Nhưng không hiểu lý do tại sao mà bây giờ thì không những 300 mét đâu mà bây giờ trên 700 mét được cộp lại của hai gia đình. Dạ. Của hai anh chung vào để chia đều cho 10. Dạ, anh rồi. Thấy việc làm như vậy chia như thế này là mình có bất lợi không? Chắc chắn mình sẽ phải mất nhà. Dạ, dạ phải mất nhà. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Tự nhiên đang ở ngon lành, tự nhiên là mất nhà phải bồi thường lại từ bên kia. Dạ. Là mấy tỷ. Dạ. Thế nên chúng tôi rất nghèo, tiền đâu bồi thường mấy tỷ. Xin phép anh, hiện nay ấy, là cái công việc chính của mình là mình làm công việc gì? Mình có phải là quan chức hay là làm một cái công việc gì gọi là kinh tế tốt không? Dạ. Hay là làm việc bình thường? Tôi là anh em tôi bán hàng ăn lẻ. Gọi là buôn bán nhỏ lẻ ha, để sinh sống qua ngày. Dạ. Dạ. Hiện nay trước cái thời điểm mà tranh giành đất, mà tranh chấp mà 8 anh chị em khác giành giật đất của hai anh nhé, là đều là anh em của nhà mình cả,
là trước đây là mọi người cái mối quan hệ các anh so với các anh chị em khác trong gia đình là có tốt không? Dạ rất là tốt. Rất là tốt. Dạ. Nhưng mà từ khi xảy ra mâu thuẫn là cái cuộc tranh chấp đất đai bắt đầu thì bây giờ đến giờ phút này này, cái mối quan hệ như thế nào? Dạ. Hiện hầu, nay hầu như mấy năm nay anh em chúng tôi không dùng ạ. Ồ, hiện nay chỉ vì đất cát mà mấy anh em hiện nay đến giờ phút này chỉ vì tiền bạc đúng không ạ? Dạ. Không nhòm mặt nhau nữa. Cái câu chuyện này phải nói là không phải xảy ra độc Đà Lạt mà tất cả các tỉnh thành hầu như rất nhiều các cuộc cầu cứu của nhiều gia đình khác, điển hình như mới đây thì cũng đã từng lên báo lên truyền hình rồi, thì ở khu vực phía Bắc thì chính ba người chị em ruột đúng không ạ, thì đã cầm xăng sang mục đích chính là vào nhà mẹ ruột đó, thì chắc câu chuyện đó thì không cần phải nói lên nhiều nữa, thì nhiều cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đã hiểu câu chuyện này đúng không ạ. Thì đây tiếp tục là một cái câu chuyện tiếp theo, nếu như câu chuyện này không được giải quyết một cách ổn thỏa đúng không ạ, mà tốt đẹp, thì có lẽ rằng anh em đã không phải là không mất tình đoàn kết mà có lẽ là không có gặp được nhau nữa, có thể là cuộc đời này sẽ chấm dứt đúng không ạ. Mà tiền bạc thì chắc chắn là sẽ là vô nghĩa, phải không ạ? Cái tình nghĩa anh em đó mới là quan trọng, chứ không phải là nhiều tỷ mà ôm đi được. Khi ai sinh ra bao nhiêu thì đem đi, lúc mà mất đi cũng chỉ đem được bấy nhiêu thôi đúng không ạ, không ai đem được tiền đồng bạc đi. Thế vì vậy cho nên trong cái câu chuyện này phải nói là rất đau lòng cho hai anh em về đây cầu cứu, không phải cầu cứu ai khác mà cầu cứu chính những người anh chị em ruột, gọi là khúc ruột trên khúc ruột dưới, chính cha mẹ mình sinh ra đúng không ạ. Cái câu chuyện này hiện nay là kiện tụng nhau mà thưa gửi như thế này là diễn ra lâu cho anh, mà hiện nay là đã xử như thế nào rồi? Dạ, coi như là kiện tụng năm 2018. Dạ. Đến đây thì cũng hơn 4 năm rồi. Dạ. Thì anh em tôi nghèo lắm, đi vay tiền tùm lum để mà hầu trò. Dạ. Để hợp đồng với luật sư. Thì bây giờ chúng ta hai anh em chúng tôi vẫn đổ nợ mấy trăm triệu. Tiền mà... đó, mấy trăm triệu đó là tiền rồi để theo kiện. Dạ, đúng không? Để theo kiện. Để mục đích chính là không mất đất. Nhưng mà một điều ói ăn thay nữa là coi như là tại sao có 300 mét đất, là sổ chính của mẹ tôi cũng có 300 mà di chúc của mẹ tôi cũng 300, mà tại sao lấy đất anh em của chúng tôi mà gắn liền vô cái sơ đồ này để gan hợp thức hóa lại những đất này? Đó là một điều vô lý. Dạ. Đúng không ạ? Một điều không thể tưởng tượng, ngoài sức tưởng tượng đúng không? Nếu theo luật thì nó là cái khác, còn cái này thì không biết là luật này là ở đâu thì cái đó thì chưa được hiểu rõ, nhưng có lẽ là tới đây chắc chắn là sẽ nhiều người sẽ tìm hiểu với cái câu chuyện này. Dạ, thưa anh, khi mà ra tòa xử anh em chúng tôi thì tôi nói theo di chúc của mẹ tôi để lại có 300 mét đất cộng với lại cái số đỏ mẹ tôi cũng 300 mét đất, thì lấy đâu đất ra nữa mà để mà lấy đất của anh em chúng tôi đó, mà anh em chúng tôi ở năm 96 đến giờ. Thì tòa án lại xét duyệt là coi như là mẹ tôi có để trong di chúc, mà trong di chúc hoàn toàn anh chị cô bác đọc thì tôi không bao giờ có cái trường hợp là coi như 747 mét đất trong đây. Yeah. Đó. Mà khi khởi kiện chúng tôi là 722 mét, nhưng mà thực tế là đất đo ra 747 mét đó. Thì tòa án lại phân tích là coi như là mẹ để di chúc ở trong khu vực là quy hoạch cây xanh, chúng tôi không biết là coi như là chỗ nào mà 422 mét đất trong đây. Hiện nay á thì cái vụ việc này phải nói là nó không phải là bình thường, không phải đơn giản, vụ việc phải nói là vô cùng nghiêm trọng và rất phức tạp đúng không ạ. Không những là một người, có thể là nói là một người trong gia đình một người không có hiểu, nhưng đây không lẽ là tám anh chị em mà đều là người giàu có, phải nói là thuộc diện đại gia đúng không ạ. Dạ, mà lại nó là không hiểu biết thì nó là một điều vô lý, nhưng đây là cố tình giành giật lại đất của các em hoặc anh của mình, mục đích chính là muốn đuổi ra đường. Dạ. Đúng không ạ? Để tiền, không biết là để chất để làm cái gì. Thế nhưng mà tình con người ta thì chắc chắn là tình người nó mà là trên hết đúng không ạ. Bây giờ anh có mong muốn nhất điều gì của các anh em, chị em của anh hiện nay ạ? Dạ. Theo như anh, tôi mong muốn nhất là coi như là theo di chúc lấy lại sự công bằng cho anh em tôi. Tại vì anh em chúng tôi cho tất cả là những cái đơn từng điệu hoặc ao hết. Khi nói mẹ chết thì trong đơn đó là nói mẹ chết là coi như mẹ nói là khi nào là mẹ tôi qua đời thì hai anh em chúng tôi phải dỡ nhà trả đất lại. Có mẹ nào mà kêu qua đời mà kêu con dỡ nhà trả đất lại để trả hiểu? Cái đó có bằng chứng cụ thể không anh? Dạ không. Không có bằng chứng. Dạ. Nhưng mà ai là người lên tiếng như vậy? Dạ là trong đơn 8 người khởi kiện. Trong đơn 8 người khởi kiện. Dạ. Đồng lòng khởi kiện. Dạ. Là nói như thế, nhưng thực sự là nó cái câu chuyện nó không. Dạ. Có thật. Dạ không có thật. Không. Dạ. Bao giờ có điều đó. Không có cha mẹ nào nói là cho ở nhờ. Ở mà nhờ nay mai ấy, mất đi là phải dành, phải dỡ nhà đi. Dỡ nhà. Chứ. Đó là một câu chuyện rất vô lý. Dạ, vô mà lý. Không lẽ là đi gỡ một gỡ nhà của một người nghèo đúng không? Dạ. Để chia cho một người giàu có, nếu điều mà không thể, tình người con ta không, nói chung là không thể có đúng không?
Hiện nay ý, thì những cái đơn thư em thấy là hiện nay là rất nhiều tập hồ sơ này anh đã theo kiện hoặc anh đã thưa gửi đến tất đâu ở đâu rồi mà anh có nhờ có thể là có nhờ luật sư người ta làm việc giúp anh không? Dạ có, tôi có hợp đồng đầu tiên là luật sư Trương Phúc An. Dạ, là ở đâu, công ty bên luật ở đâu? Ở đường Hải Thượng, phường 5 Đà Lạt mình. À. Đó. Thì tôi có ủy quyền toàn bộ hết là cho luật sư, tôi không biết gì về pháp luật. Dạ. Tôi ủy quyền hết toàn bộ cho luật sư Trương Phúc An. Thì luật sư Trương Phúc An lúc xuống là đo đạc đất đai. Thì có nói là tòa án các anh là tại sao mà coi như là lấy đất chi thừa kế lại là để đất nông nghiệp, là lấy đất nông của hai nhà hai ông này mà để chi thừa kế là cái điều vô lý, mấy ông đâu phải Trung Quốc đâu mà lên cái lưỡi bò qua lấy đất nhà người ta chi thừa kế đó. Là luật sư người ta khẳng định như vậy. Dạ, là không đúng, không đúng luật đúng không? Dạ. Dạ, nhưng mà khi mà hợp thức quá tôi đã hợp đồng là ủy quyền hết cho luật sư thì tại sao cái mảnh giấy đất là hợp thức quá là lại 700 mấy chục mét. Đó, khi mà tôi hợp đồng cho luật sư Trương Quốc An xong thì lại toàn bộ cái giấy 700 mấy chục mét đất này thành lập ra là như là toàn bộ là của mẹ tôi đang sử dụng hết. Khi anh đã chấp nhận tin tưởng dạ. cái văn phòng luật sư nào đó dạ. đúng không ạ? Phải không ạ? Mà anh đã nhờ người ta ủy quyền toàn phần, lẽ ra là ba cái thửa đất này là một miếng đất là 300 mét vuông riêng dạ. và hai căn nhà của hai anh ở riêng dạ. nhưng là bình thường là ba nơi khác nhau dạ, nhưng khi mà anh đã ủy quyền thì dạ. ba không hiểu lý do gì dạ. mà ba lô đất này cộp thành một dạ, đúng đúng không ạ? Dạ, đúng. Mình là người đi gọi là đi nhờ luật sư dạ. gọi là đi thuê văn phòng luật sư đấy dạ. đúng không? Nó đúng là như vậy, mà cuối cùng là mình lại là người là văn phòng luật sư lại thương ngược lại mình dạ. đúng không ạ? Lẽ ra người ta bênh mình, bên bảo vệ thân chủ của mình yeah. mà người ta lại bật ngược lại yeah. đúng không ạ? Thế này là người ta phản đòn, mình phải dùng từ phản đòn, có nghĩa là lẽ là người ta bảo vệ anh thay vì người ta bảo vệ anh tới cùng, nhưng ở đây người ta lại không bảo vệ anh mà người ta làm cách nào đó mà ba bây giờ ba thửa đất riêng lại cộng thành một yeah. mục đích chính là để chia đều cho tất cả 10 người con, 10 anh em yeah. đúng không ạ? Anh có thấy có điều gì uẩn khúc ở trong cái này không? Nói chung ra thưa cô chú cộng đồng mạng, tôi anh em tôi không gành về bất cứ pháp luật gì hết đó, chỉ biết là như là mình không biết gì hết thì tin tưởng luật sư giao hết là ủy quyền cho luật sư, chứ ngoài ra anh em chúng tôi không biết gì hết. Khi mà cuối cùng anh em chúng tôi dở ra lại hợp thức quá trên 700 mấy chục mét đất này, tôi không hiểu tại sao. Tất cả những bằng chứng đây thì nó rõ ràng nó có rồi yeah. thế còn cái câu chuyện này thực sự là em và Huy Hùng đây thì chưa có tìm hiểu rõ tất cả 8 anh chị em khác của anh. Thế vì vậy câu chuyện này hiện nay là chưa có biết là cái câu chuyện này nó chính xác tới bao nhiêu như thế nào. Nhưng theo như em nhìn nhận thì đây nó là một cái vụ việc và nó rất nghiêm trọng. À. Cho em hỏi là cái tài sản hiện tại cái giá trị mà hai cái căn nhà của hai anh đang ở thì nó giá trị kinh tế thị trường bây giờ hiện tại. Nếu như không? Giá trị bình thường bây giờ. Dạ thì theo đoạn thẩm định của đất đai đó rồi. Thẩm định giá của đất đai trên Đà Lạt đo yeah. thì hai nhà anh em chúng tôi là hơn 10 tỷ. Là hai nhà hơn 10 tỷ. Hơn 10 tỷ. Giá thị trường thì nó có cao hơn không? Dạ giá thị trường thì nó phải cao hơn chứ mà thẩm định giá cách đây là 4 năm. À 4 năm trước rồi. 4 năm trước thì nó khác. Đấy, nhưng mà thời hiện tại thì chắc cũng rất là mấy chục tỷ đó, phải ít đâu. Dạ. Đúng không? Bây giờ thì giá trị lớn hơn. Thế còn cái giá trị của cái lô đất mà 300 mét theo cái di chúc của mẹ anh kia thì bây giờ cái giá trị hiện tại thì nó khoảng bao nhiêu? Dạ cỡ 21 tỷ. 21 tỷ là độc cái miếng đất đó là chỉ có 300 mét, yeah. sẽ còn 400 mét mà trên 400 mét của hai gia đình khác nữa yeah. thì chắc chắn là bây giờ nó phải làm 50-60 tỷ số rồi, tiền rất là lớn yeah. tổng tất cả ba miếng đất nó phải trên dưới 100 tỷ đúng không ạ? Theo mình ước lượng theo tài sản thị trường đó, thì yeah. rất là lớn đúng không? Tổng ba lô đất đó thì khoảng cỡ 50 tỷ đổ lại thôi. 50 tỷ yeah. cũng là một con số tại rất là lớn. Đất anh em chúng tôi là đất nông nghiệp yeah. đó, là chưa được đổi qua sổ. Nhưng mà bây giờ không biết ai hợp thức quá đã đổi ra sổ rồi. À, bây giờ một điều vô lý tiếp theo là trước đây đất của hai anh em trai hiện nay đang ngồi ở đây tại đất Biên Hòa này là chưa có sổ đỏ. Yeah. Nhưng không hiểu lý do tại sao mà bây giờ mình đang sử dụng đất, yeah. đúng không ạ? Mình chưa có sổ đỏ mà bây giờ không hiểu lý do gì mà bây giờ hiện nay là ai là người cấp sổ đỏ cho yeah. hai thửa đất này? Đó mới là cái điều rất khó hiểu. Cấp sổ đỏ thì chúng tôi chưa biết cấp sổ đỏ, nhưng mà trong giấy tờ của tòa án là có sổ đỏ. Là nó đã ra đất xây dựng hết rồi. À. Là con là chủ quyền người khác rồi. Trước khi tranh chấp là đất của anh là đất nông nghiệp hả? Ừ, dạ, đất nông nghiệp. Trong thời điểm này anh có ký hồ sơ hay ai có ai nhờ cậy giúp anh là để làm sổ không? Thời điểm bây giờ trước đây ấy,
Trước đây có ai giúp anh, hỗ trợ giúp anh là làm sổ đỏ, làm sổ? Dạ, có giúp hỗ trợ làm sổ đỏ, nhưng mà đất tôi không đủ quy trình, coi như là nó thuộc về của biệt lập, phải đủ 300 mét mới làm sổ được à. Mà tôi có 200 mấy mét, em tôi cũng có 200 mấy mét thì nhà nước chưa cấp sổ được. Rồi trước đây thì ba mẹ của hai anh là sống chung với ai? Dạ, ba mẹ, ba tôi chết năm 87, còn mẹ sau này là sống gần gũi hai anh em chúng tôi thôi. Sống với ba anh em. Vậy dạ, thì cái thời điểm đó thì tám anh chị em kia ở đâu? Dạ, tám anh chị em kia có lập gia đình đi hết, không có ai ở nhà hết. Đi hết. Chỉ có bà chị Ngọc là bà ở nhà với bà già thôi. Dạ. Vậy thì từ năm bao nhiêu rồi mới về để gọi là giành cái quyền chia đất đai này? Dạ, khi mẹ tôi mất năm 2017 thì đầu năm 2018 đã khởi kiện anh chúng tôi rồi. Vậy là cũng mới gần đây hả? Dạ, mới. Vậy thì theo anh nghĩ thì lý do tại sao mà tám người anh em kia lại muốn giành cái tài sản của mình một cách như vậy? Tại sao trước đây mà không về mà tới thời điểm hiện tại? Dạ, tại vì trước kia là đất của cái hai cái lô đất này là năm 89 là anh em tôi khai phá, là mẹ tôi, chỉ có mẹ tôi biết trên 30 năm qua đó là dạ, tôi đã làm nhà sinh sống gì đó năm 96 đến giờ. Dạ. Thì bây giờ thị trường đất nó biến động à, đó, thử ra nhà anh em chúng tôi đang ở đừng không di chúc anh em chúng tôi không được hưởng, mà ngược lại anh em chúng tôi phải đền cho mỗi người là 400 mấy chục triệu, là tổng cộng 8 người là mỗi anh em tôi đền phải gần 4 tỷ 3 tỷ mấy. Thì tiền bây giờ tiền mình không có thì dạ, mà chúng tôi làm gì có 3 tỷ mấy để mà đền. Anh mong muốn nhất điều gì để cho các anh và các chị của anh suy nghĩ lại cái câu chuyện này? Bởi vì đều là anh em mình cả, đúng không ạ? Dù rằng bây giờ anh chị ở ngoài đường, các con, các cháu là của tất cả người thân của anh chị, đúng không? Ở ngoài đường. Nhưng bây giờ các anh chị có là gia đình mình nhé. Yeah. Bây giờ ăn những bữa ngon, hoặc ở những nhà đẹp, hoặc đi những xe sang. Như thế liệu có mất lòng mất dạ không? Bởi vì khi những cái video, những clip mà Huy Hùng với Công Trần đã đăng tải trên mạng xã hội thì không phải là một người biết, mà có thể là cả thế giới sẽ biết, mà rất nhiều cộng đồng mạng sẽ biết cái câu chuyện này. Đó, tôi mong mỏi nhất. Anh có thể anh nêu rõ là anh em của anh ấy, anh còn nhớ tên, họ tên của từng anh em một không? Từng dạ, người một không? Dạ, anh em mà làm sao không nhớ. Dạ, anh có thể anh chia sẻ rõ cái câu chuyện này để cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết được cái câu chuyện này. Chị đầu tôi tên là Trương Thị Bạch Lan. Dạ, năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, chị đầu tôi sinh tuổi Dậu thì 66 tuổi ạ. Trương Thị Bạch. Dạ. Bạch Văn. Dạ, anh nói tên cũng được, không cần họ cũng được. Anh kế tôi là tên Thành. Dạ. Mà năm 96 khi tôi làm nhà là chính ông Thành cầm thước đó, là với hoàng em tôi để đo đắc cho hai anh em, là có mẹ tôi đứng chứng giám, mà có người thầy thợ mà làm nhà cho tôi là họ xác minh, họ có làm đơn giúp tôi đó. Nhưng mà khi rồi còn người kế tiếp nữa đó, người kế tiếp đó là bà Ngọc, Trương Thị Bích Ngọc. Dạ. Đó, rồi kế tiếp là tôi là Trương Anh Tuấn. Dạ. Rồi kế tiếp thì nó tuổi luôn, tuổi luôn. Tôi Trương Anh Tuấn năm nay là tôi sinh 64. Dạ. Còn kế em tôi là Trương Anh Diệu, sinh năm 66. Rồi tới em nữa là tên Trương Anh Hiền. Là Trương Anh Hiền, tới kế nữa là Trương Anh Phượng. Trương Anh Phượng 10 chị em. Tới Phượng chị tôi bắt đầu tôi là Trương Anh Hoàng. Yeah. Tôi tới một em gái tôi là Trương Thị Nhung. Yeah. Một em trai nữa là Trương Anh Hùng. Yeah. Tất cả là đều là họ Trương hết, yeah, đúng không? Yeah. Họ cha phải không ạ? Yeah. Yeah. Câu chuyện này vẫn là thật sự là cái câu chuyện này có thể là đi vào kỷ lục. Tám anh em đồng lòng khởi kiện đuổi hai em trai ruột ra ngoài đường. Có nguy cơ là ra đường à? Dạ. Nhưng đó, mà theo đúng cái quyết định của tòa án mà đã xử thì hai anh về thua. Dạ. Đúng không? Hai anh là sẽ phải trong vòng một tháng nữa là anh sẽ phải mất nhà. Dạ. Mất nhà, mất cửa, mất đất, đúng không? Hiện nay là bên tòa án là đã có quyết định. Dạ. Là ai thắng ai thua cuộc chứ anh? Dạ, có quyết định rồi. Anh em chúng tôi mỗi người là phải đền 3 tỷ mấy, gần 4 tỷ. Ồ. Đó là mất nhà đó. Dạ, mất nhà rồi. Mất nhà. Dạ. Là cái nhà nó phải chia đều mà cho các anh em. Qua tòa án tỉnh xử thưa trình bày với anh Công Trần với anh Hùng, thì tôi qua cái giám định chữ ký của mẹ tôi, thì trong lúc giám định chữ ký của mẹ tôi là hồ sơ này không phải hồ sơ của mẹ tôi. Hồ sơ giả mạo. Tôi không dám nói hồ sơ giả mà không đúng, thì không đúng là hồ sơ giả mạo. Dạ. Đó, là cái hồ sơ của mẹ tôi trên đo đạc đất đai chỉ có 300 mét thôi. Dạ. Thì tôi có yêu cầu tòa án là xét xử theo vụ án mà chia thừa kế di chúc là 300 mét đất của mẹ tôi với sổ chính với lại cái sổ di chúc
với họ đồ đó vẽ năm 2011 thì lại không đem ra mà để mà đối chứng, đối chứng. Yeah. Mà lại đưa cho tôi luật sư tôi là Trương Thị Oanh, là Nguyễn Thị Oanh ở Hà Nội vô, là đem cái sổ 578 ra xử tôi. Mà sổ 578 chỉ có 48 mét đất, tôi không biết xử chỗ nào. Đó. Mà tôi có yêu cầu giấy tại sao không xử hiện tại mà xử từ 578 này là cách đây trên 40 năm rồi, 45 năm qua rồi. Đó. Mà trong đó là cái nội dung là tôi có lập thư ký Dung đó, là tôi có nói chủ hết là tại sao mà đem hồ sơ này không đúng là hồ sơ của mẹ tôi mà để mà tôi giám định chữ ký, làm sao tôi giám định được. Thì thư ký Dung mới nói cái này là lỗi của nhà đất chứ không phải lỗi của tòa án. Nếu anh muốn thưa kiện gì qua bên nhà đất thưa kiện là đổ tôi... bên Sở Tài nguyên Môi trường đúng không ạ? Là thuộc diện nhà đất đó. Đúng không ạ? Nhưng mà cho nó trùng hợp là cái sổ nhà đất này là của ông Lê Văn Tập và Nguyễn Thị Đơn ở bên phường 4 Hà Nội Tập. Nó trùng hợp với số đất đang xử tôi là 742 mét. À, thì tôi có yêu cầu tòa án là tôi chỉ là người dân bình thường là xử đúng hồ sơ thật của mẹ tôi để lại thôi. Còn là còn bao nhiêu mình hưởng bao nhiêu? Dạ. Nhưng mà theo anh là khi mà xử đó là cái hồ sơ nó không khớp với hồ sơ thực tế của nhà anh. Dạ đúng. Là như vậy đúng không? Dạ. Khi mà xử thì chủ tọ là nói là mẹ tôi có để di chúc ở trong 422 mét anh em tôi đang ở trong di chúc, mà thực tế trong di chúc không có. Không có. Dạ. Di chúc chỉ có 300 mét. Dạ, 300 mét thì tôi mới nói nếu mà mẹ tôi có để trong di chúc mà đúng là như vậy thì anh em chúng tôi không bàn cãi nữa. Còn chủ tọ cho xác nhận là mẹ tôi để di chúc chỗ nào thì chủ tọ mới nói là đó khu vực quy hoạch cây xanh đó là di chúc để lại 422 mét, nhưng mà thực tế tôi không thấy gì hết. Nói chung là mình cũng hiểu theo một cách cuộc sống đời thường, thì khi cha mẹ cho con rồi thì cũng chẳng ai mà giống như anh nói là chẳng ai mà cho ở 30-40 năm mà đòi lại để chia cho các con khác, đúng không? Cái điều đó là điều đó không thể, nó khó xảy ra. Nhưng mà hiện nay thì chỉ vì tiền đúng không, chỉ vì đất mà bây giờ 8 anh chị em khác không hiểu lý do gì đúng không ạ? 8 anh chị em đó chắc chắn là sẽ có nhiều người thân nữa chứ không phải 8 anh chị em mà không. Sẽ có vợ, có chồng, có con, có cháu, thậm chí cháu nội, cháu ngoại, có hết rồi. Dạ có. Đúng không ạ? Mà bây giờ không hiểu nghĩ làm sao mà bây giờ lại chấp nhận bằng mọi giá, đây là bằng mọi thủ đoạn luôn, mà bằng mọi giá đẩy hai anh chị em khác trong hai gia đình, nó có rất nhiều người khác, người thân khác nữa đang sinh sống tại hai thửa đất này đuổi ra được. Dạ. Mục đích chính là mình giành giật không những cái phần mà không đáng có. Đúng không ạ? Dạ. Cái câu chuyện này khi đưa lên thì chắc chắn là cộng đồng mạng rất bức xúc trong cái câu chuyện này. Bây giờ chưa cần phải thừa kế bao nhiêu, nhưng đây là đất không phải đất đi xin, đúng không ạ? Mà đất anh, các anh ở đây là có gọi là mình có quyền, mình đã khai hoang cách đây nhiều năm về trước rồi, đúng không ạ? Đến giờ phút này vẫn đóng thuế đầy đủ, không hiểu lý do thì tại sao mà bây giờ người khác vào giành giật. Thế này thực sự là đã một cái câu chuyện này rất bức xúc trong dư luận. Trong thời đại hiện nay thì con người ta nhiều khi là sống vì tiền quá, vì tiền nó mất hết tình người, đúng không ạ? Anh có câu chuyện gì, anh có muốn chia sẻ cái gì để cho các anh chị em hoặc là gia đình của anh chị của em ấy, của các anh ấy mà xem được cái video này, hãy suy nghĩ lại. Bởi vì tiền không phải là trên hết. Dạ đúng. Anh Hùng với anh Phong Trần, anh thích đúng là tôi có một lời tâm sự với anh chị em gia đình như vậy. Đó là những gì sự thật mẹ ấy, như mẹ để lại di chúc, trên di chúc và trên sổ của mẹ, anh chị em thừa biết là khi mà tôi làm nhà mẹ đứng cho là có người làm chứng, có thầy thợ đàng hoàng, chứ không phải là tôi không mà tôi chiếm đoạt nhà đất để tôi ở. Mà có âm thanh nhất nữa là anh chị em gia đình khởi kiện anh em chúng tôi là nói khi mẹ chết anh em chúng tôi đập nhà cơi nới, nhưng mà thực tế không ai qua xác minh hết. Nhà em tôi với là tên Hoàng cạnh nhà mẹ tôi thì không có hàng rào, và vị trí nó vẫn còn yên như vậy. Mà nhà tôi thì có hàng rào mấy chục năm nay rồi đó, mà nói cho chúng anh em chúng tôi đập nhà cơi nới coi như là toàn bộ những gì đẩy hô quan hết cho anh em chúng tôi đó, là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa thì lại nói mẹ tôi là không biết ký gì hết, nhưng mà thực ký chữ ký mẹ tôi trong sổ đo đạc đất đai đồ đầy đủ hết trơn, mà tòa án không xác nhận đó. Khi mà tôi năm 2005 tôi có làm hộ khẩu thì tôi có để là mẹ cho miếng đất là cho cái nhà 42 mét, thì có hàng xóm xác nhận, cho là chuyển sớm xác nhận với lại chủ tịch phường năm xác nhận để tôi làm hộ khẩu đó. Bây giờ là toàn bộ bên gia đình nói mẹ tôi không biết ký,
mà chữ ký mẹ tôi thì toàn toàn trên các đất đai đầy đủ hết. Mục đích chính của anh và anh Hoàng là hai anh trai ruột từ Lâm Đồng, Đà Lạt về đây, đúng không ạ? Để cầu cứu, đưa đăng tải thông tin lên trên tất cả trang mạng xã hội. Mục đích chính là làm lan tỏa để có thể là cộng đồng mạng sẽ vào phản ánh, sẽ bình luận cái gì đúng và cái gì sai, và có thể là cho 8 anh chị em trong gia đình của anh suy nghĩ lại. Mục đích chính là để cho hai anh ở đây, hai gia đình, đúng không ạ, không phải ra ngoài đường trong thời gian tới đây nữa, phải không ạ? Rồi xin phép anh Hoàng, anh Hoàng có điều gì muốn chia sẻ cho tất cả các anh em của anh không ạ? Bởi vì câu chuyện nhiều khi gặp giáp mặt nhau rất khó nói chuyện. Trước đây tình nghĩa anh em thì nó là rất mặn lòng, đúng không? Nhưng từ khi xảy ra tranh chấp đến giờ phút này thậm chí là không nhìn mặt nhau nữa. Tới đây thì còn rất nhiều câu chuyện và nó vô cùng phức tạp. Nếu trong các anh chị em mà không có suy nghĩ lại thì câu chuyện này nó còn xa chứ không phải là gần nữa. Dạ, mời anh. Dạ, thì em cũng cầu mong là mấy anh chị em nghĩ lại đi thì làm y chang lời mẹ chứ đó mắt. Thì di chúc làm sao thì chi vậy để cho anh em được quà thành như xưa. Nó không có để mà bây giờ không nhìn mặt nhau. Đó. Rồi sau này còn nhiều chị nữa. Không phải là đời cha mà sau này đời con, đời cháu. Không lẽ sau này mình lại thay đổi hộ khẩu, thay đổi nhưng gọi là họ tên hay sao, đúng không? Yeah. Mình không lẽ là phải đi thay đổi họ, đúng không ạ? Mà đây là khúc rụt trên, khúc rụt dưới rồi. Nếu mà làm như thế này là chắc chắn là mẹ mất đi không có yên lòng, đúng không ạ? Bởi vì một cái lời căn dặn trước khi mẹ ra đi là thực sự là cái câu nó rất quan trọng đó. Chứ không phải là lẽ là vì tiền mà mình cứ chấp bất chấp. Đây là bất chấp mọi thủ đoạn rồi. Yeah. Nhưng mà hãy suy nghĩ là tình người, hàng xóm láng giềng hoặc là những người mà người ta ở xa, người ta còn sẵn sàng giúp nhau nhưng trong lúc hoạn nạn. Mà đây không lẽ anh em mà đều là khá giả hết, đúng không ạ? Mà phải giành giật nhau như thế này là một điều phần là rất khó chấp nhận trên cộng đồng mạng hiện nay, đúng không ạ? Với lại cái anh công trạng tôi có thưa như vậy, là khi mà vợ di chúc mẹ tôi ra đọc là hợp tại nhà tôi tan trẻ đầy đủ. Đó là anh em chúng tôi đâu phải là người tham mà thấy di chúc của mẹ tôi mà giành giật thêm đâu. Là tôi có nói hợp gia đình thì tôi có nói cách đây mấy chục năm trước mẹ cho em đắc đai là anh chị cầm thước đồ để đo thì anh chị cũng đã thừa nhận rồi. Thì đến hôm nay là coi như là trong di chúc là thằng tôi cũng có và thằng em cũng có, là Hoàng với tôi có hôm nay, thì hai anh em tôi không nhận phần này là để lại cho anh chị đó. Mà không biết thì anh chị cũng cười vui vẻ lắm, không biết sao hai tháng sau đưa đơn khởi kiện tới cho anh em chúng tôi. Thực sự rất khó hiểu. Nếu như bây giờ 8 anh chị em khác trong gia đình của các anh hiện nay đồng lòng và họp bàn lại gia đình và đồng ý chia 300 mét vuông đất mà của mẹ anh trước khi qua đời đã thừa kế, đúng không ạ? Chia đều cho 10 người con thì các anh có đồng ý không? Dạ, đồng ý. Như vậy là mình đồng ý nha. Thế còn nếu mà bây giờ có chia mà bây giờ có 300 mét thôi, mà bây giờ không hiểu lý do gì đó mà bây giờ bắt cột của mỗi một gia đình của các anh ở đây nữa hơn 200 mét, đó là vị trí là hơn 700 mét vuông, là các anh hoàn toàn là không đồng ý, gọi là không có tâm phục, đúng không ạ? Trong cái vụ việc này dù rằng đi tới đâu, đúng không ạ? Bởi vì hiện nay thì tuổi các anh thì cũng rất lớn rồi, toàn năm mấy 60 hết rồi. Nói chung là cuộc sống con người ta không thể là biết trước điều gì. Có thể hôm nay ngày nay các anh ngồi nói chuyện, nhưng có thể là ngày mai các anh không gặp được anh em gia đình. Đó là cái điều bình thường xã hội hiện nay, ai cũng vậy. Thế nên vì chính vì như vậy cho nên không phải mục đích chính là vì tiền. Tiền nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi, nó không phải là trên hết. Nhưng hiện nay thì rất nhiều các gia đình, điển hình câu chuyện vừa rồi thì chắc chắn là rất đau lòng, đúng không ạ? Báo chí đã từng đăng tải rồi đó. Nếu như bình thường không có đem xăng đến, đúng không ạ, thì là mọi điều vẫn tốt lành. Nhưng mà đúng cái bây giờ thì đó, thì chắc chắn là cái câu chuyện đó xã hội người ta nguyền rủa, đúng không ạ? Tiền không có đem đi được. Anh còn điều gì bức xúc hay còn điều gì muốn chia sẻ? Trong cái video này ấy, chắc chắn ở trên đây nó có rất nhiều các cô chú anh chị, đúng không ạ? Rất nhiều quý vị ở trong tất cả tỉnh thành ở trên khắp mọi miền tổ quốc, mà có thể là rất nhiều báo chí, rất nhiều các luật sư khác đang theo dõi cái vụ việc này. Nếu như tới đây mà có ai đó luật sư nào đó giỏi mà có tâm mà người ta muốn giúp thực sự anh để lấy lại công bằng, hoặc tìm lại những hồ sơ, những nguồn gốc đất từ thời xưa, mục đích chính là giúp anh để anh các anh ở đây không bị mất đất, không bị có nguy cơ để ra được, thì các anh có sẵn sàng? Dạ, sẵn sàng. Sẵn sàng ha? Dạ, sẵn sàng. Dạ. Nếu trong thời gian tới đây, thì nếu như có ai mà liên hệ cho em Hùng hoặc là cho Công Trần, thì Công Trần sẽ hoặc Hùng sẽ xác minh cái số điện thoại đó và xác minh người ta làm việc tại đâu,
thì có thể sẽ hỗ trợ giúp anh, để mục đích chính là cho anh gọi là lấy lại tài sản, lấy lại nhà đất của mình đang có, chứ không mình không dành của người khác. Em tôi cũng cầu cứu anh Huy Hùng với lại anh Công Trần với cộng đồng mạng hết, là cái 300 mét đất của mẹ tôi để lại theo di chúc sổ 300 mét, mà tại sao lấy 430 mét đất của hai anh em tôi là để là đất di thừa kế, còn 300 mét đất của mẹ tôi là để đất nông nghiệp. Khi mà luật sư tôi hợp đồng luật sư xong thì lại hoàn thành là 700 mấy chục mét đất đó là toàn bộ của mẹ tôi để chi thừa kế. Thì tôi không biết ai làm ra chỗ này, mà ai là người đã làm ra cái này. Đây là một cái sự vô cùng quẩn khúc trong cái câu chuyện này, đúng không ạ? Rõ ràng là mình nhờ luật sư để làm việc, phải không ạ? Mục đích chính là mình để mình không mất nhà mất đất. Nhưng không hiểu lý do nào đó đang ba thửa đất riêng biệt mà bây giờ chung cột thành một để chia đều. Thì bản án trình với anh Hùng với anh Công Trần là bản án ra sẵn của tòa án rồi, là xử theo bản án của thành phố 41. Mà bản án của thành phố 41 thì lại gom ba thửa đất lại là một thửa để mà chia ra, mà trong thực tế là chỉ có 300 mét đất. Khi xử, khi vụ việc này ra tòa là có đầy đủ hồ sơ, đầy đủ bằng chứng và có công khai và có bằng chứng nhân chứng đầy đủ cụ thể không anh? Dạ, coi như là trên bản án thì anh em chúng tôi là xét xử vụ án công khai, nhưng mà thực tế là thông báo thay lời xét xử là xử kín anh em chúng tôi chứ không phải là công khai. À, đây là xử kín chứ không phải là xử công khai. Dạ, không. Nhưng thực sự là trên bản án nó gọi là cái lời mời ấy, dạ, để ngày giờ, để hẹn ngày, dạ, hẹn giờ để xử. Bản án tụi tôi còn giữ đây, thơ mời. Thay vì lời mời, thông báo rồi để xét xử chứ không phải là xét xử công khai. Hoàn toàn những cái thông tin ở đây là anh và em trai của mình là anh Hoàng đưa thông tin lên là đúng sự thật. Dạ, đúng sự thật. Nếu sai là các anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Dạ, đúng. Đúng không ạ? Dạ. Em cũng hy vọng là cái cuộc cầu cứu này của các anh, cái nhất là cũng vơi đi một cái các anh em ở đây, cô chú anh chị trên cộng đồng mạng sẽ hiểu rõ về nội dung cái câu chuyện này của 8 anh chị em ruột giành giật, gọi là mục đích chính là cướp, đuổi hai anh em trai khác ra đường. Hy vọng là 8 anh em chị đó phải suy nghĩ lại. Nếu không thì cộng đồng mạng tới đây sẽ lên án vụ việc này. Còn ăn cũng không ngon được, nói thiệt đấy. Bây giờ thì không lẽ đồng nào là mình là một người dưng mà thấy thực sự còn đau lòng. Mà đây là những anh em trong người thân, trong gia đình trước đây ăn uống, sum họp, đúng không ạ? Họp hành, dỗ Tết, chạc có nhau, chúc tụng nhau những lời phải nói là rất tốt đẹp. Mà bây giờ thì thành một kẻ thù thì nó thực sự là cái điều đó không mong muốn xảy ra, phải không ạ? Các anh ấy còn mong muốn điều gì nữa không? Tôi mong muốn nhất là anh chị em gia đình chúng tôi suy nghĩ cái nào đúng sự thật, chứ là sự thật thôi, chứ còn ngoài ra đừng có giả dối. Tôi chỉ yêu cầu nhiêu đó thôi. Những cái gì mình sống theo tâm của mình, cái nào có mình nói có, cái nào không nói không, chứ đừng giả dối. Nói chung là làm theo đúng cái di chúc của mẹ ha. Làm đúng di chúc của mẹ để lại. Dạ. Trả lại. Hai anh em chúng tôi rất là nghèo chứ anh em chúng tôi đâu có tham đâu. Anh chị mà nghe di chúc mẹ để lại là có phần anh em chúng tôi nhà cũng giành giật thì để cho anh chị buồn phiền và khởi chuyện chúng tôi thì đã đành. Anh em chúng tôi đã từng chối ngay lúc mở di chúc ra đọc, mà ngồi đó là có người làm chứng chứ không phải là anh em chúng tôi nói đọc, là có người làm chứng là anh em tôi từ chối bằng di chúc đó. Mà tại sao 2 tháng sau lại đưa đơn khởi chuyện chúng tôi? Thực sự là câu chuyện này phải nói là rất nhiều cái bí ẩn ở trong cái câu chuyện này, còn nhiều cái rất khó có thể trình bày của anh ở đây, đúng không ạ? Còn nhiều lý do để trình bày đó. Nhưng mà tôi lên cầu cứu cộng đồng mạng gắn ngọn những gì sự thật có trong bản án, là có trong sơ đồ, thì tôi mới dám nói những chuyện đó. Là anh hai anh em mà đi từ trên Lâm Đồng xuống đây là đi từ khi nào, từ xuống đây hết bao nhiêu thời gian? Dạ, tôi đi từ 6 giờ sáng xuống đây 12 giờ rưỡi trưa. 6-7 tiếng đồng hồ ha, một quãng đường khá là xa. Trước khi các anh đi này, là gia đình, người thân có biết là cái cuộc mà hành trình để đi cầu cứu như thế này không? Dạ, chỉ có gia đình chúng tôi biết, chứ còn 8 anh chị em khác? Dạ, không biết. Chỉ là biết tôi đi khám bệnh thôi. Nói chung là bây giờ anh cũng sợ nguy hiểm đúng không? Đúng. Tại vì tôi đi tới đâu là cũng có người để mắt tới đó. Tại cái số tài sản nó rất là lớn. Rất lớn, không nhỏ. 5-60 tỷ, không phải là ít.
thậm chí anh em chúng tôi đi là đi lúc trời tối không, chứ không dám bước ra ngoài đường trời sáng nữa. Bây giờ là nhà thì sắp mất mà cuộc sống thì cũng bất an, lo lắng không làm ăn được gì hết. Thì thôi chắc hôm nay anh em cũng ghi nhận cái thông tin như thế. Thì các anh em đây, em công dân và Huy Hùng để đăng tải nội dung lên trên cộng đồng mạng để hy vọng trong thời gian tới thì sẽ lấy lại cái sự công bằng cho các anh ở đây. Với lời cuối cùng là tôi xin chân thành cảm ơn cộng đồng mạng để giúp tôi với lại thủ tướng chính phủ gì đó, như là lại bí thư tại Bắc Trọng nói trong cái vụ đất đai này thì phải cần xác minh đó cho kỹ càng mới sửa chữa được để sai lầm mắc lỗi. Mà chúng tôi hoàn toàn bị, thực tế là trong hồ sơ mà trong thực tế cái gì chúng tôi bị hoàn toàn hết ấy. Hiện nay là các anh đang kêu oan, đúng không ạ? Đang kêu oan ức, vì oan ức cho nên là mới phải từ Lâm Đồng Đà Lạt mấy trăm km, đúng không ạ? Một cái cuộc hành trình vẫn là trốn đi như thế này vẫn đang vô cùng phức tạp. Trời ơi, oan ức lắm anh Công Trần ơi. Mình anh em tôi đâu có tiền bạc đâu phải đi vay người này vay người kia để mà đóng hợp đồng tiền luật sư, nhưng mà thực tế của hợp đồng luật sư mà coi như là cái nào nó hợp thức hóa cái đó, là coi như là tôi đã nói rồi, em làm việc xong xuôi hết rồi, đại khái là yêu cầu tòa án xử theo bản án chính của vụ án này đó, là thư ký có làm lập biên bản là làm xử theo vụ án chính, mà tại sao vô trọng lại phớt lờ không đem ra xử mà đem cái sổ cách đây 40 năm trước đem ra xử em? 45 chứ, 45 năm bị nó 78 đến giờ 45 năm 44 thì năm. Em cũng hiểu làm sao đó, mình hợp đồng luật sư để mà hợp thức hóa bán mình, hay là mình hợp đồng để mà giữ đất giữ nhà? Có thể theo như mình hiểu một cách gọi là đơn giản nhất là có thể là luật sư sẽ bán đứng mình trong cái câu chuyện này, đúng không ạ? Đó, bởi vì đúng lý là luật sư sẽ bảo vệ cho các anh, bởi vì các anh là người bỏ tiền ra mà để nhờ luật sư để giúp mình, đúng không ạ, để lấy lại công bằng. Nhưng mà ai ngờ là người ta sẽ không có làm theo đúng cái lời hứa của người ta. Với lại phần thứ hai nữa, khi mà tôi thắc mắc một điều tôi không biết anh Công Trần với anh Hùng, là khi giám định chữ ký của mẹ tôi thì tòa án có nhắc nhở lại là anh có nên giám định chữ ký của mẹ anh lại lần nữa không, tại chữ ký mẹ tôi có đầy hết rồi. Thì tôi lại định đi giám định thì là lúc mà luật sư ngoài Hà Nội vô là hai người là đi theo để ra xử, thì một người lại nói với tôi là anh không giám định được đâu, là 10 chữ ký mới giám định được. Làm sao mà chỉ có chuyện là 10 chữ ký? Tôi không biết thì luật sư dặn sao tôi phải nói vậy thôi, thì tôi đâu dám giám định. Thế này nói 10 chữ ký mới giám định được. Chính cái người mà anh được thuê là làm luật sư bảo chữa cho thân chủ của mình là chính người đó đã xúi anh là nó 10 chữ ký, là phải 10, đủ 10 chữ ký. Dạ, mà trong khi là tôi lục ra được 6-7 chữ ký của mẹ tôi rồi. Mà tìm ra 2-3 chữ ký nó không có thể tìm được. Dạ. Cho nên vì vậy cho nên anh sẽ thua cuộc. Dạ, thì nói là 10 chữ ký mới giám định được thì tôi mới có mấy chữ ký làm sao tôi giám định được. Dạ. Rồi câu chuyện phải nói là cũng rất dài, để cho các anh em đây tìm hiểu vụ việc này xem là nó như thế nào. Tới đây chắc chắn là sẽ nhiều người, nhiều cô chú anh chị trên cộng đồng mạng và có thể là nhiều ban ngành sẽ vào cuộc để làm việc vụ này một cách công khai, mục đích chính là cho các anh lấy lại tài sản, lấy lại những cái gì của mình, chứ mình không có dành của người khác ha. Cái này video cũng dài rồi, cho phép em cũng xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến hai anh, chúc các anh luôn thành công trong cuộc sống. Hy vọng là các anh luôn mạnh khỏe, cố gắng trong thời gian tới, đất của mình vẫn hưởng nha, cuộc sống còn là hạnh phúc hơn, tránh tình trạng của anh em bất đồng như thế này, đúng không ạ? Chỉ vì tài sản bất đồng này là một điều gọi là rất đáng tiếc, không mong muốn điều đó xảy ra. Nhà anh nhé. Cuối lời thì chúng tôi cũng cầu chúc cho anh Hùng, anh Công Trần là được khỏe mạnh để mà giúp đỡ cho cộng đồng mạng là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là tôi cảm ơn trước cộng đồng mạng đã hỗ trợ những cái vụ án nhiều qua cũng nhờ cộng đồng mạng rất là nhiều. Những lời chân thành nhất của tôi là có bao nhiêu đó thôi. Cảm ơn anh. Chúc anh luôn mạnh khỏe.